Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với cả nhà cái mẫu vang cơ. Vang cơ có số. Đây là của hãng BM Audio. Model là KM-5FX. Đấy. Vang cơ thì lại có số, tức là cái này điều khiển số bằng các số đây nó hiển từ 1 đến 8, là gồm có delay này, roam này, echo 2 này, reverb này, cell delay này, echo reverb này, Cell thì vào Roam này. Đấy, rất là nhiều chế độ. Anh em về hát cái này thường thường hát là hát bật chế độ 8 là hát là tiếng nghe này. Nó sướng nhất mà đánh nửa cái lỗ tai nhất, nghe rất là hay, nịnh tai. Đấy. Ở bên trong cấu tạo của máy thì rất là khủng khiếp như thế này, không biết là anh em nào đã làm động đến cái loại vang cơ rồi, đã gọi là vang cơ nhá, vang cơ con này vang cơ có số cơ. Nó rất là bá đạo và nhìn linh kiện nó rất là chất. Anh em có thể nhìn thấy bên trong là linh kiện nó thiết kế rất là chi chít chỉ chít này. Rất là nhiều, bao gồm tụ trở IC rồi đấy, rồi này chiết áp để vặn này đấy, những cái chiết áp vặn này, rắc tắm da vào, chất lượng rất là cao mà giá rất là phải chăng thôi, không có đắt lắm đâu, giá tốt lắm anh em nhé. Giá thì thôi tốt nhất là anh em liên hệ hoặc là để lại số điện thoại, mình sẽ chủ động gọi điện, nhớ là nhắn tin nhé, nhắn tin qua Messenger cho mình qua số điện thoại ấy. Thì mình chủ động mình gọi, mình liên hệ hoặc là mình nhắn tin lại để báo giá, chứ còn không bây giờ cái loại này vang cơ loại này bây giờ anh em mua rất là nhiều. Thì nhiều anh em mới làm là mùa này nó ế mà, nhiều anh em là làm thấy mình đăng lên xong bắt đầu là vào bình luận ném đá này nọ kia là nó kiểu ấy, cạnh tranh giá. Thì mình là đảm bảo là giá là tốt nhất cho anh em nhé. Anh em nào quan tâm thì liên hệ này trực tiếp với số điện thoại dưới phần mô tả đấy. Này là các cửa vào là input 1 2 này, có cửa ra trầm này, hãy ra cắm 6 ni nhé. Cửa xung ra, nhiều con vang cơ nó không có cửa xung ra, nhưng con này nó có vang cơ. Con vang cơ này là có cửa xung ra, điều khiển âm lượng mic và music. Nó cắt riêng ra, đấy. Mic thì vặn to, music thì vặn to, vặn bé tùy. Ở đây là cửa NR ra chính, đấy. Thì đây là con núm điều khiển âm lượng, khống chế âm lượng đầu ra nhé, không phải là đường công suất đâu. Đây là khống chế âm lượng đầu ra, đấy. Đằng sau thì có một cái nút công tắc, đây là nó gọi là FBE, tức là playback, cắt hú. Đấy. Thường thường anh em để thả nó ra như này là đang tắt, còn anh em ấn vào thì nó lại đang bật đấy. Thường thường mình thử thì không bật cắt hú mấy đâu, tiếng nó rất là chân thực mà nghe tiếng nó rất là hay, mà chỉnh lên tiếng nó rất là sạch sắc nét đấy. Không những loại vang nó rẻ tiền hẳn đi, các loại vang nó rẻ tiền hẳn đi, nó khoảng tầm 1,4 triệu đổ về thôi, nghe tiếng nó ối rồi ôi chán không tả nổi, nhưng loại này tiếng nó rất là hay, tiếng nó rất là trong sáng sắc nét và chi tiết đấy, anh em nhé. Đấy, đây là cái cửa đằng sau, nó ba cửa cắm mic này, canter này đấy. Canter đây là nó có bát và tép của canter và âm lượng của canter đấy. Nguồn gốc xuất xứ là đầy đủ rõ ràng anh em nhé, hàng chính hãng của công ty đấy, tem mác đấy. Đây bên này nữa thì lại có một cái công tắc này rất là hay, nó rất là hay điểm nào thì mình sẽ kể ra. Tức là thường thường anh em các loại vang cơ phổ thông bây giờ hiện tại trên thị trường như thì nó như này, anh em vặn volume lên đang hát, đang có nhạc nền nhá, cắm mic vào hát. Đấy. Trong một số trường hợp anh em đi làm đám đi, dùng vang cơ rẻ tiền đi, đi làm đám alo mic thì tiếng mic nó ra cả trầm nữa, nhưng con này là có luôn cả auto bass, mình chỉ cần gạt sang này cái tiếng mic nó không ra trầm, tức là mình alo cái là cái tiếng súp nó sẽ được nén lại nhá, không phải cắt hoàn toàn mà nó sẽ được nén lại xuống tầm 30% đó. Đấy. Nó tùy vào những bộ loa của anh em thì nó sẽ nén vào 30% đấy rồi. Ok. Mọi thắc mắc hoặc chi tiết đóng góp thì anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả nhé. Đấy, rồi thì sản phẩm này mình không báo giá công khai luôn. Thì anh em nào mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại. Mình báo giá cho nó tốt tí, nhưng bây giờ đọc giá lên trên này anh em không chế làm nát hết thị trường mất. Rồi ok, hẹn anh em video sau nhé.